Làng Chân Mây nằm ở vùng sâu của Trung Quốc. Đó là một ngôi làng nhỏ, nơi mà người dân vẫn giữ những truyền thống cổ xưa của đất nước. Trong làng, có một chàng trai tên là Li An. Li An bị mắc một chứng bệnh kỳ lạ, và không thể được chữa trị bằng các phương pháp truyền thống. Ông đã đi đến các thầy thuốc trong khu vực, và đã tìm kiếm sự trợ giúp của các pháp sư, nhưng không ai có thể chữa trị được anh ta. Cuối cùng, Li An được nghe đến một đại phu vô cùng tài giỏi, được biết đến như một nhà y học hàng đầu ở đất nước Trung Hoa anh ta quyết định đến thăm đại phu và hy vọng sẽ tìm được giải pháp cho căn bệnh kỳ lạ của mình. Khi đến nơi, Li Ang đã bất ngờ khi nhận ra đại phu lại là một cô gái trẻ xinh đẹp. Cô gái tên là Mây, một người rất tài giỏi trong việc chữa bệnh. Mây đã nhanh chóng chẩn đoán Li Ang và nói rằng anh sẽ trị khỏi trong vòng 3 ngày. Nhưng đối với Li Ang, 3 ngày là quá lâu và anh ta muốn trị bệnh sớm hơn để có thể rời khỏi kinh thành. Mây thấy điều này và cô quyết định giúp đỡ Li Ang. Cô đã giới thiệu cho anh một cách chữa bệnh gia truyền, mà liang chưa bao giờ nghe đến trước đây nó liên quan đến việc sử dụng một số dược thảo và các phương pháp cổ truyền khác để tăng cường vận may